Hoài Sa và Xuân Nam thân ái kính chào quý vị. Quý vị đang đến với phần tin Việt Nam thành đến tỉnh và sau đây kính mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết đầu tiên cùng với Xuân Nam. Kính thưa quý vị, để mở đầu cho phần tin Việt Nam thành đến tỉnh là một bản tin cho biết sản phụ bị cấp nhầm thuốc phá thai ở Quảng Ngãi. Vụ việc xảy ra vào ngày 11 tháng 1 năm 2018, một nữ y tá tên là Phan Thị Vân đã cấp nhầm thuốc đẩy thai lưu của một bệnh nhân khác cho bệnh nhân tên là Lương Thị Tưởng, sinh năm 1986, làm cho chị này bị hư thai. Anh Trần Đình Trung, chồng của chị Tưởng cho biết, sau khi đưa vợ đi siêu âm thai tại một phòng khám tư, vợ anh được chuẩn đoán thai hơn 6 tuần, bị bong 30%. Cơ sở này yêu cầu thai phụ phải nhập viện gấp để được điều trị để giữ thai. Sáng ngày 11 tháng 1, một nữ y tá đã cấp cho chị Tưởng loại thuốc đặt vào tử cung để dưỡng thai. Sau khi đặt thuốc vào khoảng vài giờ, thì chị Tưởng có biểu hiện đau tức ở lưng và bụng. Đến chiều tối ngày 11 tháng 1, bác sĩ của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi mới thông báo cho anh Trung về việc cấp nhầm thuốc. Ông Lê Cao Tuấn thừa nhận, vụ việc đáng tiếc xảy ra là do sự nhầm lẫn của nữ y tá cấp thuốc. Sau khi biết thông tin, thì đã trực tiếp đến xin lỗi bệnh nhân và người nhà, đồng thời tiến hành kỷ luật nữ y tá Vân. Tuy nhiên thì gia đình bệnh nhân rất bức xúc và yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ vụ việc. Thưa quý vị, bản tin tiếp theo cho hay về một nữ công nhân bị xe tải cán tử vong tại Bình Dương. Vụ tai nạn vừa xảy ra vào chiều ngày 12 tháng 1 trên đại lộ Độc Lập, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Vào khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, chiếc xe tải chạy trên đại lộ Độc Lập hướng ra quốc lộ 1. Khi đến giao lộ với đường số 6 của phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, thì tông trúng một chị tên là Tham, sinh năm 93, quê ở Nghệ An, đang đi xe đạp băng qua đường. Va chạm đã làm cho chị Tham ngã xuống đường và bị bánh trước xe tải cán tử vong tại chỗ. Thi thể của nạn nhân cùng chiếc xe đạp mắc kẹt dưới bánh trước của xe tải, nên cơ quan chức năng phải điều động xe cẩu tới nâng bánh xe mới có thể đưa được thi thể của nữ công nhân xấu số ra ngoài. Được biết, chị làm công nhân cho một công ty ở ngay hiện trường. Thời điểm trên, chị vừa tan ca làm và đang trên đường về nhà trọ. Đến gần 19 giờ, hiện trường được công an thị xã Dĩ An xử lý xong. Vụ tai nạn đã làm cho giao thông trong khu vực công nghiệp Sóng Thần bị kẹt xe. Bản tin kế tiếp cho hay, di chuyển 6 tấn đầu đạn ra khỏi vườn nhà dân tại Hưng Yên. Chiều ngày 8 tháng 1, thì cơ quan chức năng của huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo của một người dân về việc trong vườn nhà của bà Phan Thị Thịnh ở thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến có chứa một đống phế liệu nổ. Sau khi nhận được thông tin thì công an của xã Dân Tiến đến bảo vệ hiện trường. Vào chiều ngày 12 tháng 1, ông Phan Văn Đạt, chủ tịch của xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên cho biết, sáng ngày 12 tháng 1, cơ quan chức năng của tỉnh này đã đến hiện trường thu gom, đóng gói toàn bộ số đầu đạn trên. Theo ông Đạt, thời điểm phát hiện, số đầu đạn được ước lượng khoảng 2 tấn. Tuy nhiên thì lực lượng chức năng đến xử lý và cân được số đầu đạn có tổng trọng lượng khoảng 6 tấn. Được biết, đến 16 giờ cùng ngày thì các đơn vị chức năng của xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu đã viết biên bản bàn giao 6 tấn đầu đạn cho trực quân sự của tỉnh Hưng Yên. Qua xác minh thì công an tỉnh Hưng Yên xác nhận chủ nhân của số vật liệu là ông Nguyễn Đức Doanh ở xã Hồng Tiến của huyện Khoái Châu. Theo lời khai của ông này, số vật liệu nổ này nằm vào các đống phế liệu được ông thu mua. Tại Ninh Thuận đã bắt được đối tượng cướp giật tiệm vàng. Vào ngày 13 tháng 1, cơ quan chức năng của thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đã đến tiệm vàng Lá Bao ở số 507 đường Thống Nhất ở phường Kinh Dinh để tiếp tục lấy lời khai chủ tiệm vàng và những người chứng kiến để củng cố hồ sơ vụ cướp tài sản tại tiệm vàng này. Trước đó, vào lúc 16 giờ chiều ngày 12 tháng 1, một thanh niên đã đi mô tô đến tiệm vàng này và giả vờ hỏi mua nữ trang. Chủ tiệm vàng đã đưa chiếc lắc vàng 24K trọng lượng 5 chỉ cho người thanh niên này xem. Sau khi ngắm nghía, người thanh niên này đã đeo vào cổ tay, rồi bất ngờ đi nhanh ra xe đậu ở lề đường, nổ máy bỏ chạy. Nhưng đã bị chủ tiệm vàng và người dân hỗ trợ bắt giữ và giao cho cơ quan công an. Tại cơ quan công an, người thanh niên đã khai tên là Lê Trọng Đức, 31 tuổi, ngụ tại thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, Bình Thuận. Ông Huỳnh Bảo Em là chủ tiệm vàng, kể lại rằng Đức dựng xe máy ở lòng đường rồi bước vào hỏi mua một chiếc lắc vàng. Khi ông trở ra, thấy Đức đã mang lắc vàng vào cổ tay rồi ra xe gắn chìa khóa sẵn nổ máy phóng đi. Lúc đó, ông chạy theo nắm áo Đức kéo lại thì xe đã ngã đè lên người. Ông tri hô và người dân đã đến hỗ trợ và bắt giữ. Kính thưa quý vị, cơ quan chức năng đã khởi tố người cha cho ba con nhỏ uống thuốc trừ sâu. Cơ quan chức năng của tỉnh Hậu Giang vừa khởi tố bị can bắt tạm giam 4 tháng đối với Lương Hồng Sơn, 39 tuổi, ngụ xã Hòa An của huyện Phụng Hiệp để điều tra hành vi giết người.
Theo cơ quan điều tra thì Lương Hồng Sơn và vợ là Nguyễn Thị Kim Liên có với nhau 4 đứa con. Người con lớn nhất 13 tuổi và nhỏ nhất là 5 tuổi. Chị Liên lên Sài Gòn mưu sinh và từng đề nghị chồng cùng lên Sài Gòn tìm việc làm, đồng thời đưa các con cùng đi. Tuy nhiên thì Sơn không đồng ý. Vào ngày 8 tháng 1, chị Liên dẫn con gái lớn lên Sài Gòn nên vợ chồng phát sinh mâu thuẫn. Tức giận, Sơn đã nảy ra ý định giết chết 3 con nhỏ. Chiều tối cùng ngày thì Sơn ra chợ mua thuốc trừ sâu rồi pha chung với bột ngũ cốc cho 3 con uống. Sau đó thì Sơn cũng uống theo. Nhờ gia đình phát hiện nên đã đưa cả 4 người đến bệnh viện cấp cứu. Qua quá trình điều tra, Sơn qua cơn nguy kịch và hồi phục sức khỏe nên cơ quan điều tra đã tiến hành lấy lời khai ban đầu. Nghi phạm thừa nhận hành vi của mình. 50 cảnh sát bao vây đường dây trộm chó. Thưa quý vị, bản tin cho hay vào ngày 12 tháng 1, cơ quan chức năng của thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa bắt Võ Tá Quốc, 48 tuổi, Nguyễn Thị Hà, 34 tuổi, Võ Văn Cường, 21 tuổi, cùng trú tại xã Thạch Trung và Trần Hậu Nghĩa, 27 tuổi, trú tại huyện Thạch Hà để điều tra về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Vào 2 giờ ngày 11 tháng 1, có hơn 50 cảnh sát đến kiểm tra nhiều địa điểm tiêu thụ chó do Quốc và Nghĩa làm chủ ở xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà. Gậy dĩa điện, bình xịt hơi cay cùng 12 con chó nhốt trong lòng, hàng chục con đã làm thịt bị thu giữ. Theo các nhà chức trách, đây là đường dây trộm và tiêu thụ chó với số lượng lớn trên địa bàn. Quốc, Cường và Nghĩa được giao nhiệm vụ đi bắt chó, sau đó đưa về để Hà là vợ Quốc làm thịt và tiêu thụ ở các nhà hàng. Để phá được đường dây này, những trinh sát đã ra soát, theo dõi trong 8 tháng. 4 nghi can khai nhận từ đầu năm 2017 cho đến nay đã trộm hàng trăm con, có những đêm ra quân bắt được 30 con. Kính thưa quý vị, bản tin kế tiếp cho biết, tài xế đã đòi cảnh sát bồi thường 1.000 đồng vì phạt vượt đèn vàng. Vào ngày 12 tháng 1, thì cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Ninh mở phiên phân xử vụ án ông Phạm Xuân Trúc, 33 tuổi, trú tại Hà Nội, kiện trưởng công an thị xã Từ Sơn về quyết định đã xử phạt vi phạm hành chính và quyết định giải quyết khiếu nại của giám đốc công an tỉnh Bắc Ninh. Trình bày lý do khởi kiện thì anh Trúc cho hay, vào ngày 2 tháng 12 năm 2016, anh lái xe hơi hướng từ thị xã Từ Sơn ra đường cao tốc quốc lộ 1A. Khi qua ngã tư có đèn tín hiệu giao thông, anh đã bị tổ cảnh sát giao thông công an của thị xã Từ Sơn dừng xe với lỗi là vượt đèn vàng, cho rằng khi vượt vạch thì đang đèn vàng và việc cảnh sát xử phạt lỗi vượt đèn vàng là không đúng. Cho nên vào ngày 5 tháng 12, 2016, anh đã nộp đơn khiếu nại và về việc lập biên bản này. Ngày 25 tháng 1 năm 2017, Công an Từ Sơn đã ký quyết định xử phạt hành chính với anh Trúc là 1.6 triệu đồng và tước bằng lái xe 60 ngày về lỗi không chấp hành tín hiệu đèn giao thông. Anh Trúc cho rằng quyết định này không có căn cứ pháp lý và công an ra quyết định xử phạt hành chính khi đã hết hạn nên kiện ra tòa, yêu cầu tuyên buộc công an Bắc Ninh hủy bỏ quyết định xử phạt và công an Từ Sơn phải hoàn lại 1 triệu 6 đã nộp và phải bồi thường 1.000 đồng cho anh. Cơ quan chức năng của thị xã Từ Sơn cho biết tổ công tác đã làm đúng theo quy định của pháp luật. Dùng xe tải chở pháo vượt biên. Thưa quý vị, vào lúc 15 giờ ngày 12 tháng 1, qua kiểm tra tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Quảng Trị, lực lượng hải quan đã phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và phát hiện xe tải vận chuyển 84 kg pháo các loại được cất giấu tinh vi ở hai bên cửa xe và sàn xe. Hai người trên xe đó là Nguyễn Hữu Nghị, 37 tuổi và Trần Cảnh Phúc, 19 tuổi, được xác định là chủ của số pháo trên. Tại cơ quan chức năng, cả hai khai nhận đã mua số pháo trên tại Hơ Mương Phinh, tỉnh Svalakhet của Lào, đưa về Việt Nam để tiêu thụ. Và cùng một ngày, cơ quan chức năng ở cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã phát hiện gần 110 kg pháo do đối tượng Hoàng Thị Chắc, trú tại Hoàng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình vận chuyển. Hoàng Thị Chắc đã khai nhận đã xuất cảnh chở hàng sang Lào, sau đó nhận chở thuê hàng hóa và số pháo này của một người phụ nữ tên là Tuyết đưa về Việt Nam với giá cước theo thỏa thuận. Hiện nay vụ việc đang được đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra. Kính thưa quý vị, bản tin Việt Nam thành đến tỉnh tiếp theo cho hay, Quảng Ninh điều tra tour chui đưa 60 khách Trung Quốc vào chùa. Vào ngày 12 tháng 1, cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định Sở Du lịch và Công an tỉnh Quảng Ninh Uông Bí điều tra về việc công ty cổ phần sự kiện quốc tế Góp Việt Ba Đình, Hà Nội tổ chức đưa 60 khách du lịch Trung Quốc vào chùa Phổ Am của thành phố Uông Bí không theo chương trình du lịch đã đăng ký. Đáng chú ý là công ty này còn phối hợp với sư trụ trì của chùa lập hòm công đức thu chi phí bất hợp pháp là 200.000 đồng trên một khách.
Ngoài ra, thì cơ quan chức năng còn phát hiện công ty đã đưa người nước ngoài vào làm việc trái phép tại khu vực trên. Chiều ngày 12 tháng 1, Công an của tỉnh Quảng Ninh đã triệu tập đại diện của Công ty Cổ phần Sự kiện Quốc tế Góp Việt để làm rõ vụ việc. Giảm phí trạm BOT Sóc Trăng vẫn hỗn loạn. Thưa quý vị, vào đúng 7 giờ ngày 12 tháng 1, trạm thu phí BOT Sóc Trăng bắt đầu thu phí theo khung giá mới. Nhưng các tài xế vẫn tập trung phản đối khiến cho bị kẹt xe nên phải xả trạm sau 30 phút. Sau đó, trạm tiếp tục bán vé thu phí và lại bị phản đối. Đến khoảng 9 giờ chiều, nhiều tài xế chiếm nhiều lăn đường làm cho cản trở giao thông. Tình trạng đã trở nên hỗn loạn khi nhiều tài xế tự ý di dời giải phân cách của làn dành cho xe máy để vượt trạm. Trước tình trạng này, trạm thu phí phải tiếp tục xả trạm. Vào khoảng 15 giờ cùng ngày, trạm BOT Sóc Trăng phải xả trạm lần thứ 5 do tài xế tiếp tục dừng xe tại các làn đường thu phí để phản đối. Vào cuối buổi chiều cùng ngày, trạm BOT Sóc Trăng lại tiếp tục bị tài xế phản đối lần thứ 6 khi họ đậu xe ngay làn thu phí với nhiều chiều thức khác nhau gây cản trở giao thông. Cùng chiều ngược lại thì một tài xế cho rằng nhà anh ở xã Đại Hải sát bên huyện Châu Thành nhưng không được miễn giảm tiền thu phí. Anh đậu xe ở cabin thu phí không chịu dời đi. Ở một số làn thu phí khác cũng có xe đậu choáng chỗ nên tình trạng kẹt xe kéo dài. Trong khi đó, rất nhiều tài xế đã chiếm làn đường xe hai bánh để khỏi phải mua vé. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin Việt Nam thành đến tỉnh cùng với Xuân Nam và Hoài Sa. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình và hẹn quý vị trong những chương trình tiếp theo. Trân trọng kính chào.